Em xin chào anh siêu nhân. Xin lỗi anh, giờ mấy ngày nay á biết sao mưa quá nên em bận, em chưa có gửi video để cảm ơn anh á. Mong anh với anh Châu Lương cũng thông cảm giùm em, tại nhiều việc quá. Em đầu tiên thì em xin cảm ơn anh siêu nhân đã làm cầu nối để cho em nhận được 2 triệu mua thức ăn cho các bé. Thì em cũng cảm ơn anh siêu nhân và chúc anh siêu nhân thật nhiều sức khỏe và kênh của anh ngày càng phát triển hơn, để có nhiều mạnh thường quân hỗ trợ cho anh để anh giúp đỡ cho tất cả các trạm. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Em cảm ơn anh Tròn Lương đã hỗ trợ cho mấy ấm của em 2 triệu để em mua thức ăn cho em, để cảm ơn bác cho tụi nhỏ. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Em cũng chúc anh thật nhiều sức khỏe và luôn luôn đẹp trai, làm ăn phát đạt. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh và gia đình luôn bình an và nhiều sức khỏe nha. Em cảm ơn hai anh. Đừng buồn em nghe, tại mấy bữa nay công việc em bận quá đó nên là em quên quay video á. Em xin lỗi anh siêu nhân, xin lỗi anh Trong Lương. Em cảm ơn hai anh rất là nhiều. Chúc hai anh và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào cả nhà, chào anh siêu nhân. Thì hôm nay 11 có nhận được của anh siêu nhân, chuyển qua cho 11 là 2 triệu của anh Doanh Lương ở Mỹ, có hỗ trợ cho các con 11. Thì 11 cũng rất cảm ơn anh nhiều. 11 xin kính chúc anh và anh Doanh Lương và gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn luôn thành công trên mọi công việc và luôn luôn làm ăn phát tài. Em cũng xin cảm ơn anh siêu nhân rất nhiều, luôn luôn làm nghiệp cầu nối để cho mạnh thường quân biến đến các trạm để giúp đỡ cho các trạm, cho các con có gạo hạt ăn. Thì em xin kính chúc anh và gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe và em xin chúc anh đi làm việc thiện nguyện luôn luôn gặp nhiều may mắn nha anh. Quay những đàn con của em cho cả nhà cùng xem thôi cả nhà. Xin chào ông bà cô chú em chân thành cảm ơn anh Tròn Lương ở Mỹ đã hỗ trợ cho các bé nhà em 2 triệu. Em chân thành cảm ơn anh và em kính chúc anh và gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công mọi lĩnh vực. Em mừng quá trời mừng luôn. Em cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng dùng 2 triệu này mua cho các bé nhà em 50kg thịt xay và 50kg đầu gà với gan gà. Mừng quá, các bé nhà em đã có đồ ăn rồi em cảm ơn anh rất nhiều. Anh lúc nào cũng dành tình yêu thương cho đến cả tất cả các bé hết. Em cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng cảm ơn anh siêu nhân đã làm nhịp cầu nối để giúp đỡ các bé đang gặp khó khăn. Em kính chúc anh và gia đình luôn khỏe mạnh anh siêu nhân nhé. Em cũng cảm ơn hết tất cả những ông bà, cô bác, anh chị đã thương yêu các bé nhà em em xin thật chân thành cảm ơn Con cảm ơn đi con. Con cảm ơn ông bà của chú đã yêu thương tụi con cảm ơn đi. Sóc Sushi cảm ơn đi. Mau ơi, con cảm ơn mau. Bà cô chú, em xin chân thành cảm ơn chị Tiết Anh ở Mỹ đã hỗ trợ cho các bé nhà em là 100 đô. Em cũng xin chân thành cảm ơn chị Vũ Mai Anh đã hỗ trợ cho các bé nhà em 1 triệu để mua gạo em cũng đã mua gạo rồi. Em mua được 250kg với giá 13.500. Tổng cộng là 3.375.000. Còn dư 175.000 thì em cũng mua đầu gà luôn cho các bé nhà em ăn rồi Em cũng chân thành cảm ơn hai chị rất nhiều và em kính chúc hai chị và gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công, bình an trong cuộc sống. Em cũng gửi lời cảm ơn anh siêu nhân nhiều, kính chúc anh siêu nhân và gia đình luôn khỏe mạnh,
hạnh phúc và thành công, đã đi đi tiếp đi hỗ trợ cho các bé, bé đang gặp khó khăn. Siêu Nga, em cảm ơn anh Siêu Nhân rất nhiều. Dạ, em cũng gửi lời lại cảm ơn tất cả những ông bà cô chú đã thương yêu các bé. Dạ, em kính chúc sức khỏe và bình an ạ. À, dạ, em mừng lắm, không có cái gì mừng bằng khi mà có gạo cho tụi nhỏ ăn á. Mấy hôm ít gạo quá em cho ăn ít, tội nghiệp tụi nó đói, nó cứ đi theo nó dòm hoài. Dạ, hôm nay có gạo em mừng lắm ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Em xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 17 tháng 9, Siêu Nhân chuyển tiền ngày hôm qua, nhưng mà bữa nay mới coi điện thoại, em đã nhận được của Siêu Nhân chuyển cho 1 triệu của anh Doanh Lương, cho gửi cho bé Sữa và bé Nghị Lực. Xin cảm ơn anh Doanh Lương thật là nhiều. Xin chúc và xin cầu chúc cho anh Doanh Lương và gia đình vui vẻ, mạnh, bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn Siêu Nhân thật là nhiều. Xin chào cả nhà. Dạ, em là Mỹ Nhi ở trạm Mỹ Nhi, Bến Cát, Bình Dương. Em xin kính chúc tất cả các quý anh chị Mạnh Thường Quân đang xem kênh của anh Siêu Nhân. Dạ, em xin chào tất cả các bạn khán giả cùng anh chị chủ trạm. Em chúc cả nhà mình thật là bình yên. Dạ, hôm nay thì cái clip này em quay để em gửi anh Siêu Nhân, nhờ anh Siêu Nhân đăng truyền tải giùm em. Em cầu mong quý Mạnh Thường Quân làm ơn giúp đỡ cho các bé chó nhà em ạ. Do là mấy hôm nay mưa bão quá, em đăng bài em quay không có được, tại em quay cái em ở trong nhà tụi nó ồn lắm, em quay không có được. Rồi em phải chờ sáng hôm nay trời bớt bão rồi, ngưng thôi, trời hôm nay ngưng thôi, thì em ra đây em quay để em xin cô chú Mạnh Thường Quân làm ơn giúp đỡ dùm cho các bé nhà em có thức ăn, có rau củ để nấu. Thì thức ăn là thịt xay cả nhà, thì một tháng là hiện tại thì một tháng mấy ngày thì em xài hết 400 kg thịt xay, thịt gà xay á, thì với giá là 20.000 một ký, thì cứ mỗi một tháng 2-3 ngày á thì em sẽ xài hết 400 kg. Thì tình hình là hiện tại thì thịt của em nó hết, nay là bữa nay nữa là 3 ngày rồi, nhưng mà em quay em xin không có được. Em giống như là em hôm qua em cũng có đăng bài em xin ở trên Facebook, nhưng mà mới được có mấy trăm ngàn thôi. Rồi gạo thì mấy tháng nay thì tụi nhỏ nhà em ăn lây lớt lắm cả nhà, có bữa 30 kg, có bữa 35 kg, có nghĩa là giống như là thấy tụi nó đói quá thì em tăng lên 35-38 kg, còn mà bữa nào mà ấy thì em xuống còn 30 kg, rồi em độn rau củ thêm. Nhưng mà hiện tại thì em thường xài rau củ là bí đỏ cả nhà. Khi nào mà được hỗ trợ dư ra vài trăm ngàn thì em mua bắp cải, mua bí xanh bầu em trộn thêm vô, còn không thì tụi nhỏ thì em chỉ ăn bí đỏ thôi, tại vì bí đỏ nó rẻ. Bí đỏ của em thì em nấu bữa nay nữa là hết rồi. Thì ngày hôm qua em có nhắn cho cái bạn mà bán bí á, em nhờ giao giùm em, mà kiểu như em cũng còn nợ bạn hai triệu ba mấy chục ngàn á, thì bạn có nói là thì thu ship giùm bạn, thì nay cũng khó khăn quá, bạn không có bán thiếu cho em lâu được. Mà giờ giáp cử để em xài hết 1 tấn rồi, nhưng mà em chưa có trả nợ hết. Mà bí hiện tại á, bí được rồi em mua là vừa rồi em mua là như là cũng 4,5 triệu 1 tấn, bây giờ thì cũng 4,5 triệu 1 tấn cả nhà. Mà vừa rồi thì em hơn 1 tấn, cho nên em trả được 3 triệu, còn 2 triệu mấy. Lẽ ra là hôm nay sẽ được mua bí để ngày mai có nấu, nhưng mà em còn nợ, với lại em chưa có xin hỗ trợ được, thành thử rằng sáng mai là cũng không có gì để nấu luôn. Mà sáng mai thì cũng không có thịt để nấu cho tụi nhỏ ăn luôn. Mà cả nhà cũng biết rồi, năm rồi thì em bị nước ngập đó, còn năm nay thì hiện tại vậy nè, là nước đang lên nè cả nhà, cái là nước đang ở miền dưới, nước đang lớn á, nước đang lớn. Để em quay ngược lại cả nhà xem. Đây, đó. nước lớn nó mấp mé bờ ao rồi. Đây, nó mấp mé bờ ao rồi cả nhà. Chỉ cần 1-2 cây mưa nữa mà nước thượng nguồn đổ xuống thì trong em nó lại ngập. Thì em cũng mong cả nhà hỗ trợ giùm em để em kịp em mua thịt để về cho tụi nhỏ, chứ để nước nó ngập
nước ngập cái đường này không có kéo được, không kéo đồ được ở nhà, tại nước nó lên, lên nó ngập đường, thì với lại đường mình mới á, là người ta sẽ không có giao. Thì cuối clip em cũng không biết nói gì hơn là cầu mong anh chị Mạnh Thường Quân, cô chú gần xa đang xem kênh thì làm ơn hỗ trợ phụ giùm em để em có kịp mua thức ăn cho tụi nhỏ. Tại vì với cái lượng mà gần 400 đứa, tại vì 320, bây giờ là hiện tại của em là 328 đứa chó, 49 bé mèo với 2 bé mèo con mới nhận nữa, thì mà có một mình em, một mình em là chính, còn một bạn phụ trạm nữa, thì bạn phụ trạm này là em cũng mới nhận vô, bạn cũng chưa có quen việc á, thì em rất là ít có cái thời gian để em quay các bé thường xuyên, thì mà em cũng làm túi bụi à, thì em mong anh chị cô chú gần xa làm ơn thương hỗ trợ phụ giùm em để em kịp cho mua thức ăn cho tụi nhỏ, chứ vừa làm rồi vừa rầu không có thức ăn, rồi nhìn tụi nhỏ đói, tụi nhỏ la ghi thì cũng sốt ruột lắm cả nhà. Thì dạ, thì em cũng kính mong cả nhà thương giùm em, thì tụi nhỏ nhà em nó ồn ào lắm đó, giờ em ngồi ở đây mà tụi nó cũng ồn vậy đó, thì vô trong nhà nói chuyện, em nói chuyện không có được. Dạ, thì em xin cô kính chúc cô chú anh chị gần xa, em chúc quý Mạnh Thường Quân và em chúc luôn anh siêu nhân thật là nhiều sức khỏe để có sức khỏe lo cho tụi nhỏ nhiều nơi nữa. Dạ, em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Tôi không còn gì của em luôn. Hôm nay thì em đã kê cái túi lên rất là cao cả nhà. Không thể cao hơn nữa, tại cao hơn nữa sẽ đụng cái mái nhà luôn. Cái mái này, cái nhà này của em nó thấp. Đó. Chỉ có tới đây thôi. Khi em quay là nó không còn miếng thịt nào rồi, nó không còn từ ngày hôm qua lận.
em xin chân thành cảm ơn anh Châu Lương đã hỗ trợ cho các bé nhà em 2 triệu. Dạ anh siêu nhân cũng chuyển qua rồi, em đã dùng 2 triệu này mua 50 ký thịt heo xay và 50 ký đầu gà và gan gà để cho các bé nhà em ăn à. Dạ em mừng quá trời mừng, tụi nhỏ nhà em đã có thức ăn rồi. Dạ đây là 50 ký thịt heo xay mới vừa giao xong. Dạ em chân thành cảm ơn anh rất nhiều, kính chúc anh và gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công mọi lĩnh vực anh cho Lương nhé. Dạ em cảm ơn anh siêu nhân rất nhiều, tụi con mừng không có thức ăn rồi đó. Đừng có mừng không, mừng phá đi. Con cho mẹ đi, con không ăn, con cho mẹ đi, mẹ đói quá. Đi, cho mẹ bánh mì đi cô ca. Mau. Cho mẹ đi. Nhanh lên, mẹ đói quá nè, cho mẹ đi. Mau, cho mẹ, mau, ca. Cho mẹ bánh mì đi. Cho mẹ xin miếng rồi, cho mẹ xin miếng rồi. Ra ca, cho mẹ ổ bánh mì đây. Dạ em chào anh siêu nhân đã làm cầu nối giúp cho em được 1 triệu để em mua gạo cho các bé ăn. Giờ khổ rồi anh siêu nhân ơi, lúc nào anh siêu nhân làm xong anh siêu nhân lên quay giùm cho em để cho em cho các bé có gạo ăn nha anh. Dạ em thành thật em cảm ơn anh rất nhiều. Dạ em cảm ơn chị Vũ Mai Anh rất nhiều. Dạ em chúc chị Vũ Mai Anh được nhiều may mắn và vui vẻ, đẹp đẽ, thành công trong công việc, và bình an trong cuộc sống nha anh. Và em chúc anh gặp những điều may mắn đến, và chúc tất cả người nhà của anh gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống nha anh. Dạ em chào anh.